Yo, hello anh em. Thì như một số anh em nào mà có theo dõi kênh mình từ lâu thì chắc là sẽ để ý là sau một thời gian thì mình sẽ làm lại một số những cái video cũ. Mục đích là để trau chuốt hơn cho cái kênh của mình, vì những cái video cũ thì có thể là chất lượng nó không có được đảm bảo về nội dung và về hình ảnh. Thứ hai là để cho những cái video đó nó có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những cái bạn mới chơi sau này. Tại vì YouTube thì nó sẽ đề xuất những cái video mới, còn những cái video từ 5-6 năm trước thì các bạn sẽ rất là khó để mà kiếm ra được. Và mình cũng đang ấp ủ một cái ý định là sẽ làm một cái trang web để mà tổng hợp những cái video hướng dẫn trên YouTube mình lên, sắp xếp theo những cái mục từ cơ bản cho đến nâng cao, để những bạn mới chơi sau này thì có thể học theo một cái lộ trình nó hợp lý hơn. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ thuật căn bản đầu tiên, đó là thumbnail. Thumbnail là một cái kỹ thuật căn bản rất là phổ biến mà các bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Điển hình nó là trường học. Bản chất của cái kỹ thuật này đó là chúng ta sẽ đưa cái bút nó vòng qua cái ngón cái của chúng ta, đúng như là cái tên của nó là thumb around. Thumb là ngón cái, còn around là đi vòng qua. Vậy thì làm sao để cho nó vòng qua ngón cái được? Tất nhiên là không phải bằng niềm tin, mà chúng ta sẽ tác động một cái lực lên cây bút bằng một trong bốn ngón tay còn lại. Ở cái đoạn này mình thấy là có rất là nhiều người bị hiểu nhầm, tức là các bạn nghĩ là chỉ dùng ngón giữa để đẩy thì nó mới gọi là thumb around. Thực ra cái đoạn thumb around nó chỉ là cái đoạn vòng ngón cái thôi, còn cái đoạn mà chúng ta đẩy là cái đoạn lấy đà. Các bạn có thể đẩy bằng bất cứ ngón nào cũng được, không nhất thiết là phải đẩy bằng ngón giữa. Thậm chí các bạn có thể đẩy bằng ngón út cũng được. Đầu tiên để cho đơn giản thì anh em sẽ cầm như này cho mình. Anh em sẽ đẩy bằng ngón giữa, vì đây là một cái ngón rất là khỏe và có nhiều công dụng. Đó, anh em sẽ dùng cái ngón áp út anh em ở dưới cái thân cây bút như này, và dùng cái ngón giữa và ngón cái em chụp vào cái thân bút. Mục đích của cái ngón áp út này đó là nó sẽ đỡ cho cái khối lượng của cây bút nó nhẹ đi, để nó không có bị chì cái đầu cây bút xuống dưới làm anh em mất tập trung. Tại vì anh em mới tập chưa có quen, chứ thực tế thì anh em có thể bỏ cái ngón này ra cũng được, chỉ dùng hai cái ngón là ngón giữa và ngón cái thôi thì vẫn đẩy được bình thường. Tiếp theo anh em sẽ làm một cái động tác, đó là anh em co cái ngón giữa lại. Anh em co ngón giữa lại, và anh em lưu ý cái đoạn này cho mình là anh em không có xoay cái cổ tay. Rất là nhiều anh em là cái chỗ này anh em bị xoay cái cổ tay thì nó sẽ bị mất kiểm soát và nó sẽ trở thành là thumb tào lao chứ không phải là thumb around nữa. Một cái lưu ý thứ hai mà cũng rất là nhiều anh em mắc phải, đó là anh em phải cầm làm sao cho cái phần đầu bút nó dài xuống phía dưới như này. Đó, anh em thường là sẽ cầm dài lên phía trên thì nó sẽ đẩy, nó không có qua được. Sau khi đẩy ngón giữa thì anh em phải cong ngón cái lên, tại vì ngón cái nó có một cái cục xương ở đây. Anh em phải cong lên để che cái cục xương đó, cây bút nó mới có cái điểm để mà nó lăn qua. Khi mà anh em cong ngược lên thì chỗ này nó sẽ có một cái cục U lên như này, thì cái cây bút nó sẽ không có lăn qua được. Điều quan trọng khi mà anh em làm cái kỹ thuật này đó là anh em phải cảm nhận được cái cây bút nó còn dính ở trên ngón cái. Thì khi mà nó lăn qua ngón cái, anh em sẽ không cần phải làm một cái động tác chụp gì hết, nó sẽ tự động nó ngưng lại ở đúng vị trí. Cho nên là mình mới nói là anh em đừng có xoay cái cổ tay hoặc là hất tay, tại vì anh em làm hai cái đó thì cái cây bút nó sẽ bị rời ra khỏi cái ngón cái và nó sẽ không có ngưng lại đúng cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là trong bộ môn này thì sẽ có những cái kỹ thuật nó có những cái động tác hất như vậy, nhưng mà đó là những cái động tác có chủ đích, còn đây là chúng ta đang chưa kiểm soát được, cho nên là mình cần anh em phải làm cho nó đúng. Và khi cây bút nó đã vòng ngón cái rồi thì anh em có thể là cong cái ngón trỏ lại để đón cái cây bút cho nó dừng hẳn lại luôn, thì nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Và khi mà đẩy thì anh em dùng một cái lực nó vừa phải thôi. Nhiều anh em mà dùng cái lực nó mạnh quá thì cái bút nó sẽ bị văng ra ngoài, nó bị mất cái sự kiểm soát. Mình sẽ làm lại cho bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái ngón áp út, chúng ta đỡ lấy cái thân bút và chúng ta dùng ngón giữa và ngón cái để chụp lấy cái thân. Sau đó chúng ta sẽ co cái ngón giữa lại, đồng thời là cong ngón cái lên để cho cái bút nó vòng qua ngón cái, và chúng ta sẽ co ngón trỏ lại để chụp cái bút lại. Có một số bạn có nói với mình là em không biết cách chụp làm sao cho nó đúng, em chụp nó hay bị văng ra ngoài. Thì thực ra là khi mới chơi chúng ta không nhất thiết là phải chụp cái cây bút ở trong cái thuật này. Ở đây mình sẽ chứng minh cho bạn xem. Mình sẽ thẳng cái ngón trỏ ra, mình không dùng cái ngón trỏ, và mình sẽ đẩy một cách nhẹ nhàng qua thì cái bút nó sẽ tự động nó ngưng lại ở đúng vị trí. Đó, chúng ta không cần thiết là phải chụp, phải rượt theo, phải chụp nó lại. Chúng ta chỉ chụp lại trong cái trường hợp là chúng ta lỡ đẩy mạnh quá, hoặc là khi mà làm combo thì nó sẽ có nhiều kỹ thuật nó đi liên tục, thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được là tới cuối combo là nó sẽ chậm lại như là chúng ta làm kỹ thuật lẻ.
Cho nên là chúng ta mới cần phải chụp lại bằng cách là chúng ta sẽ co cái ngón trỏ và ngón cái lại đúng thời điểm. Chúng ta giữ chặt cây bút lại. Nhưng mà cái này nó phụ thuộc nhiều vào cái cảm giác. Chúng ta phải cảm nhận được cái cây bút nó đang lăn tới đâu để mà chúng ta chụp lại. Đó, cho nên các bạn mới tập thì các bạn cứ làm thông thả bình thường. Chưa cần thiết là phải chụp lại cho nó đúng. Mà khi mà các bạn làm một thời gian nhất định thì các bạn sẽ cảm nhận được. Mà lúc đó các bạn sẽ có thể chụp được. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong video hướng dẫn một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là thumbnail. Hy vọng là xong cái video này các bạn có thể dễ dàng làm được cái kỹ thuật này. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng mình hỗ trợ các bạn. Hoặc là nếu các bạn không hiểu gì hết thì các bạn có thể xem kết hợp với những cái video hướng dẫn từ những cái người khác trên YouTube. Và nếu các bạn cảm thấy hay, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.